Dạ vâng, cửa hàng Vui Câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cơ xích 021 các bác nhé. Đó, dòng này thì nòng 40 ly cho các bác nào về sử dụng gia đình cũng như là khai thác tầm trung mà muốn mà máy khỏe khỏe một tí xíu thì lựa chọn con này là quá là hợp lý luôn các bác nhé. Đó. À, hôm nay thì em xả lỗ luôn cây này. Tại vì cây này thì ngoại hình của nó thì nó không được bắt mắt mấy. Đó, nên là em xả giá rẻ luôn cho các bác nhá. Đó, tại vì cái này mấy cái phần ốp vỏ này, tại vì nhập thì đôi khi mình nhập mình phải có thiệt thòi chịu cây tốt, cây đẹp, cây xấu. Đó, thì cây xấu thì em sẽ bán giá rẻ để cho các bác về sử dụng, còn cam kết cho các bác là máy móc nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đó, thì các bác nào không quan trọng về vẻ ngoại hình thì có thể lựa chọn một em này. Cực kỳ ngon lành nha, nòng hơi thì cứng cáp nguyên, máy móc nguyên zin từ A tới Z, em đảm bảo cho các bác, bao cho các bác luôn. Chỉ có phần mủ, phần vỏ này của nó thì nó không biết là chủ người ta sử dụng thì nó như thế nào thôi. Đó, bô biết nguyên zin này. Nói chung là máy móc con này thì không phải lan tan gì cả, hàng chuẩn chính hãng sản xuất tại Mỹ các bác nhá, USA này. Đó. Hả? À? Dạ, vừa nãy thì em có việc tí xíu. Đó, chuẩn chính hãng Mỹ các bác nhá. Và giá con này thì em bán xả luôn 3.300.000. 3.300.000 miễn phí ship các bác nhá. Và được tặng kèm phụ kiện, bộ phụ kiện của bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Còn máy móc đảm bảo cho các bác là nguyên zin từ A tới Z luôn. Thằng xích sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Đó, 3.300.000 bao phí ship. Còn thường thường giá thị trường hiện tại bây giờ tại thời điểm thì cái dòng 021 này thì nó rơi vào tầm khoảng 3.600.000 đến gần 4.000.000, tùy theo tình trạng máy xấu hay máy đẹp các bác nhé. Còn riêng con này thì tại vì em nhập vào lô, em muốn đẩy nhanh để lấy mặt hàng mới. Đó, nên là xả luôn cho các bác về các bác sử dụng. Còn máy móc thì đảm bảo cam kết cho các bác là nguyên zin từ A tới Z, nòng hơi thì cứng cáp nguyên các bác nhé. Đó, tí nữa xem test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn, để cho các bác sử dụng nghe tiếng máy nó sẽ như thế nào. Đó, còn máy móc thì các bác không phải lăn tan gì cả. Tất cả linh kiện từ lam xích này cho tới từ con ốc luôn, bao gì cho các bác nguyên bản trị từ A tới Z. Đó, các bác nào mà không quan trọng về ngoại hình thì có thể lựa chọn với em này là quá là ok luôn các bác nhá. Đó, xài hai ốc lam, tích hợp hai ốc lam vận ốc cực kỳ chắc chắn rồi. Đó, và bây giờ thì để em test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn nhỉ. Em test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy sẽ như thế nào. Ok nhé. Đó, máy móc thì chuẩn ngon lành từ A tới Z cho các bác luôn. Hàng đã kiểm tra cũng như dọn nổ ngon lành hết rồi các bác nhé. Nòng hơi này, nguyên zin từ A tới Z. Đó, các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Số điện thoại của em đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Rồi em chào các bác, hẹn các bác video sau.